Ngọc ơi. Mẹ ơi, thiệt con đau quá mẹ. Tim con đau. Hồi nhỏ con Ngọc thường qua nhà mình chơi, lúc nào cũng tiếu tích gọi cô dân chú màu. Mẹ thương nó như là con gái vậy đó. Vậy mà bây giờ, nếu mà nó có mệnh hệ nào, chắc là mẹ sẽ hối hận suốt cuộc đời này luôn đó. Em sẽ cố gắng từng ngày để trở thành một người con dâu tuyệt vời trong mắt mẹ, một người vợ thiệt là giỏi giang trong mắt anh nữa. Tôi chỉ coi con Ngọc là con dâu duy nhất của mình, cho nên là tôi xin chị và Ngọc hãy tin tưởng, chờ đợi tôi thêm một thời gian nữa để tôi sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình. Không biết kiếp trước Ngọc nó có nợ nần gì với cả nhà chị á, mà kiếp này khổ như vậy nữa. Biết bao kỷ niệm vẫn gói trong.